Chào các bạn ha. Bây giờ mình nói tới khai báo hải quan phần 2. Hồi nãy thì mình làm cái clip kia rồi. Giờ mình làm qua clip phần 2 cho các bạn cùng coi ha. Đó, hồi nãy mình làm xong hết. Thì mình đã nhập hết thông tin rồi. Mình đã điền hết rồi. Mình điền danh sách hàng hết rồi. Đó. Thì bây giờ mình điền xong hết như thế này. Thì trong cái clip trước á, nó có một cái số tiền lẻ ở phía sau đuôi này. Cái đơn vị tính nào ra thì mình ghi ra, đơn vị tính nào mà BCS thì mình ghi BCS. Ở trong này thì nó có BCE chứ không có BCS giống như ở ngoài. Thì hồi nãy nó có tờ khai hải quan invoice booking list ha. Thì ở đây nè, invoice ha, mình làm invoice. Đó, booking list, mình làm booking list. Bảng kê chi tiết thì mình làm để mình xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Đó. Và hợp đồng. Rồi là mình có đầy đủ ha. Rồi giờ tới tờ khai hải quan. Mình nói tới khai hải quan, hồi nãy mình khai hết đầy đủ thông tin nè. Mã bộ phận xử lý, mã phương tiện vận chuyển, rồi ngày khai báo, ngày hợp đồng, ngày phát hành hóa đơn, ngày phát hành hóa đơn, ngày hợp đồng, ngày khai báo, số hợp đồng mình điền đầy đủ hết. Rồi phía dưới này chỗ quản lý nội bộ mình điền xuất khẩu tại chỗ vô ha. Nếu mà trường hợp mình xuất khẩu mà có container thì mình ghi thông tin container vô, không có thì thôi. Đối với hàng xuất ra khỏi quốc gia thì thường á, mình có cái gì thì mình điền vô, có số bill mình điền số bill vô, điền đầy đủ hết vô. Rồi trong cái danh sách hàng này, đối với cái tiền Việt Nam đồng á, mình phải làm tròn, không có được làm để số lẻ ha. Thì tổng trị giá ở đây này, hay cho cái cột tổng cộng cuối cùng này, nó phải bằng với lại bên này ha. Rồi bây giờ mình bấm nút khai trước thông tin tờ khai EDA. Rồi, mình bấm khai để mình lấy số tờ khai đúng không? Bấm vô mình khai, mình đóng lại lại ha. Nhớ mình khai báo hải quan điện tử thì mình phải cắm cái thiết bị chữ ký số của mình vô, cái chữ ký mà mình đăng ký với nhà mạng á, Theo hay là VNPT hay là nào đó tùy, VinaCA, ai xài mạng nào thì cắm vô. Rồi nó báo là như mình đăng ký tờ khai thành công, số tờ khai được cấp, đóng lại. Rồi mình in tờ khai rác ra, mình kiểm tra lại ha, mình in ra, bấm in ra, bấm Z. Chờ xíu nó chạy lên ha các bạn ha. Rồi mọi người nhớ bấm đăng ký ủng hộ cái kênh của mình ha. Khi mình làm cái này để mình hướng dẫn cho mọi người biết. Thì mình nhớ bấm theo dõi, sau này những cái video sau này mình làm tiếp theo là sẽ liên quan tới hàng nhập, hàng xuất. Rồi xong, tất cả dưới đây mình có hết ha. Rồi mình làm xong này thì nó ra tờ khai điện tử nè. Đó, tổng cộng nó có 19 trang ha. Rồi mình in ra, mình checklist là hết, kiểm tra lại từng mặt hàng một coi thử đúng hay chưa, đúng với lại trên tờ khai, trên hợp đồng hay chưa ha. Rồi tương tự như vậy các bạn cứ việc làm tiếp theo ha. Rồi tại nãy mình làm xong mình lưu rồi, rồi mình đóng rồi. Trong cái phần quản lý tờ khai á, mình nhớ mình đính kèm cái hóa đơn thương mại lên, đính kèm cái chứng từ khác lên ha, mình đính kèm lên trên này đó, mình thêm mới vô, đính kèm vô, xong mình đóng lại, mình khai báo phía dưới này, xong cái bắt đầu mình làm lại tiếp đó ha. Nhớ đính kèm vô ha, đính kèm mấy chứng từ khác, hóa đơn thương mại, hợp đồng thì mình điền hợp đồng vô, mình in ra đóng dấu công ty, scan lưu lại ha. Rồi thường thì hợp đồng không có cần, xuất khẩu tại chỗ thường hợp đồng không có cần ha. Rồi mình làm xong hết, mình khai báo. Khi nào mà bên kia mình gửi mail cho bên đối tác của mình, họ xác nhận thì bên này mình khai chính thức, thì bên kia họ sẽ truyền luôn tờ khai nhập. Đó, như vậy là xong về phần khai báo hải quan. Coi như là mình làm như thế này là hết một tờ khai, một tờ khai khai báo hải quan xuất khẩu tại chỗ ha. Nhớ ngay chỗ cái cơ quan xuất xuất khẩu chỗ này nè, thì mình nhớ của ai thì mình điền tên người đó vô, của chi cục hải quan nào điền chi cục hải quan nó vô ha. Rồi ai không có danh sách đó thì inbox vô cho mình, hoặc là comment dưới video này, mình sẽ gửi cái danh sách
khai hải quan đó cho ha, tất cả các cơ quan hải quan trên đất nước Việt Nam này. Rồi, chào tạm biệt mọi người. Mọi người nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh của mình để nhận được nhiều video mới nhất nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.